Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin làm clip hướng dẫn quá trình lắp đặt XHB70L8 trên chiếc xe Exciter 150 phiên bản mới nhất hiện tại bây giờ. Thì như các bạn đã biết là hiện tại bây giờ XHB70L8 đã có hàng phay. Thì cái việc mà hàng phay đây là mình có hai cái hộp đây, và mình đã làm một cái clip hướng dẫn cách phân biệt hàng phay và hàng zin. Thì ở đây mình không nói thêm nữa để đỡ mất thời gian cho các bạn. Đây là phiên bản XHB70L8 zin. Thì trên cái driver của nó sẽ có chữ Lanjoy và nó có rõ cái số seri giống như vậy ha. Thì đây là hàng zin. Còn hàng phay thì nó sẽ không có. Và đây là cái tem bảo hành ở trên cái bóng. Đây là cái bóng của mình. Thì cái tem bảo hành nó có chữ Lanjoy. Thì cái đó là cái phân biệt rất là rõ ràng. Ngoài ra thì cái phiên bản hàng zin thì cái chỗ này nó sẽ không có cái giao tuyến, mà nó đi thẳng xuống luôn, từ đây đi thẳng xuống luôn. Và hàng phay nó sẽ có cái giao tuyến. Thì các bạn có thể coi thêm trên cái trang của mình. Mình có làm một cái clip phân biệt XHB70L8 phay và L8 zin. Và đây là mình đang chuẩn bị gắn cho khách là phiên bản XHB70L8 zin. Thì thứ nhất, để gắn cái bóng này thì chúng ta cần phải vừa xoay vừa kéo cái chân đèn này ra. Và cái chân này thì nó sẽ có một cái mặt phẳng phía trước và một cái gờ phía sau. Thì cái mặt phẳng phía trước này mình sẽ gắn vào phía trước của cái trái đèn giống vậy. Tất nhiên là cái gờ đằng sau nó sẽ nằm ở dưới đằng sau ha. Và mình khóa cái chốt này lại. Rồi, bước tiếp theo là mình sẽ chụp cái chụp cao su. Thì chụp cao su zin của Exciter 150 nó có hai cái mũi tên giống vậy. Thì hai mũi tên này sẽ hướng lên và hướng xuống, và hai cái tay nó sẽ nằm hai bên. Và mình sẽ đè sát cái cao su này vô, hai cái tay nằm hai bên, hai cái mũi tên sẽ nằm trên dưới. Và bước tiếp theo là khi mà mình cầm cái bóng XHB70L8 này thì cái mặt trước của nó sẽ không có con ốc, và cái mặt phía sau của nó sẽ có con ốc. Thì các bạn chú ý ha, thì cái mặt trước nó không có con ốc, mình sẽ đưa vào đây. Mình sẽ đưa cái mặt trước vào phía trên. Rồi. Và đây là cái hình dáng mà sau khi gắn xong cái bóng XHB70L8, mình chỉ việc mình xoay và mình đưa vào thôi. Thì các bạn chú ý ha, cái cách chỉnh tiêu cự là nếu mà mình đẩy cái bóng càng vào sâu vào trong á, càng sâu vào trong thì cái cốt nó sẽ sáng, nó sẽ cao lên trời. Và khi mà mình kéo cái bóng đèn lui về đằng sau thì cái pha của nó sẽ càng thấp. Mình xin nói lại nha, hồi nãy có thể mình nói sai. Thì khi mà mình đẩy cái bóng đèn xích vào trong, càng đẩy vào trong thì cái pha nó càng cao, và mình lui cái bóng ra sau thì cái pha của nó sẽ càng thấp xuống đất. Và đây là cái phía trước của bóng đèn. Đây là phía trước của XHB70L8 zin gắn trên Exciter 150. Và bước tiếp theo là mình sẽ test đèn trước khi gắn vào xe cho khách. Đây là ánh sáng cốt. Đây là ánh sáng pha. Thì cốt pha cỡ này là vừa rồi nha mấy bạn. Thì ánh sáng pha nó sẽ nằm ở ngay khoảng giữa của, từ giữa của ánh sáng cốt trở lên là vừa. Thì theo mình cỡ này là ok nhất. Và mời các bạn tiếp tục theo dõi là mình sẽ gắn cái bóng XHB70L8 lên chiếc Exciter 150. Trước hết là mình sẽ kết nối cái jack cắm này vào. Đây là jack cắm điện zin của xe ra. Đây là cái jack cắm điện zin của xe ra sau khi mình gỡ từ cái bóng đèn ra ha. Đây là chiếc Exciter 150.
mình sẽ kết nối cái dây, cái dắt cắm điện vào như zin luôn, không có độ chế, không có cắt gì hết. Và bước tiếp theo là mình sẽ xỏ cái dây rút vào để mình rút cái driver này vào trong xe. Thì khi mà các bạn rút dây rút thì các bạn chú ý là cái mặt này mình đừng có làm chày xước. Cái mặt này mình đừng có làm chày xước nha mấy bạn. Bởi vì nhà sản xuất nó sẽ dựa vào cái những cái mặt trước đây nè, là những cái số này để người ta bảo hành sản phẩm. Nếu mà các bạn làm chày xước thì cái sản phẩm đó rất là khó để bảo hành. Và mình tiến hành mình rút cái driver vào cái ghi đông của xe để giữ cố định. Và chúng ta dùng kềm để mà mình cắt cái này cho nó sát gọn lại. Bước kế đến đó là mình sẽ gắn cái đầu đèn vào xe. Mình sẽ xỏ cái này qua trước, mình xỏ qua cái tay côn. Và khi các bạn gắn thì các bạn chú ý là cái quạt coi chừng nó sẽ đụng. Nó có khả năng là nó sẽ đụng dây điện rồi bên trong, thì chúng ta sẽ phải làm gọn cái dây điện bên trong nha mấy bạn. Các bạn chú ý khi mà mình gắn đèn. Cái nào có khả năng là đụng cái quạt của mình thì mình sẽ phải làm gọn xuống để mình tránh cái nguy cơ là đụng chạm. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ gắn hai cái con ốc này ở đây á, thì hồi nãy mình chở ra là có hai con ốc màu trắng nó sẽ nằm ở trên. Mình sẽ gắn hai con ốc này lại. Em nổ máy thử. Các bạn tiếp tục theo dõi cái cách gắn ha. Thì trước hết mình sẽ gắn hai cái con ốc này. Mình sẽ gắn hai con ốc này. Bước tiếp theo, bên đây nó có một con ốc. Các con ốc còn lại thì nó sử dụng cái lục giác 3 ly nha mấy bạn. Đây là con ốc lục giác thì mình sẽ gắn cái này lại. Ở đây một con xuống đây và dưới đây có một con nữa nè. Và tương tự thì bên đây cũng có hai con giống như vậy. Bên đây có một con. Thì cái này là mình chỉ hướng dẫn là lắp đặt thôi, thì cái khi mà các bạn gỡ ra thì cũng cái tương tự nha. Rồi 1, 2. Bên kia có hai con, phía trên đây hai con là đủ ở trên phần đầu đèn. Và bước tiếp theo là mình sẽ gắn cái chụp nhựa màu. Thì chụp nhựa màu này nó được giữ bởi hai cái chấu. Thì hai cái chấu nó phải lọt vô hai cái lỗ này nha mấy bạn. Các bạn chú ý là ở đây có hai cái lỗ, thì tất nhiên là ở đây là sẽ có hai cái chấu, thì tương ứng là mình sẽ gắn hai cái chấu đó, nó sẽ đi vào hai cái lỗ này trước. Xuống đây, qua đây, qua đây. Và cái phần nhựa này nè thì nó sẽ được móc vào đây.
bước cuối cùng á là mình sẽ bắt một con ốc cuối cùng ở đây. Thì là quá trình là mình lắp đặt đã hoàn thành. Và sau đây là mình xin test ánh sáng của bóng XR770 trên chiếc xe S750. Đây là ánh sáng cos, đứng như sau. Đây là ánh sáng cos và đây là ánh sáng pha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0979 840 890 hoặc là số 12 đường 8 phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ đọc lại số điện thoại là 0979 840 890 hoặc là địa chỉ số 12 đường 8 thành phố quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Thì độ ánh sáng là có pha mình chỉnh như thế này là khá là hài hòa. Các bạn khi mà các bạn gắn ở nhà thì các bạn cũng có thể làm theo các bước như vậy thì đảm bảo sẽ thành công. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại lần sau.